Xin kính chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Dân Hàng Bãi nhé. Hôm nay thì bên nhà em xin giới thiệu với các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em. Quý các anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Không để các bác chờ lâu nữa, bên em xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm mới bên em luôn nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì bên shop xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng bộ nồi Elengbeng 5 đáy. Bộ nồi này thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng mới luôn. Nó hàng mới luôn này. Đấy, nguyên hộp nhé. Nguyên hộp, và một cái đặc điểm cực kỳ ok luôn cho các bác đó là các bác đặt hàng nhà em, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy, cái dòng này, nồi này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Đức. Đấy, thương hiệu Elengbeng, thương hiệu của Đức đây. Đây, Elengbeng của Đức đây, design Germany đây, 6 món. Đấy, đầu tiên là một cái xoong bé này. Thứ hai là một cái xoong nhỡ 18 x 11,5 2 lít 9 này. 20 x 12,5 3 lít 9 này, và cái xoong to của nó là dung tích lên đến 6 lít 6. Một con chảo 24, một cái xoong máy bột. Đấy. Thì đây. Không để các bác chờ lâu nữa, em xin đi và giới thiệu luôn. Đầu tiên thì là một con chảo. Một con chảo này là dòng chảo chống dính các bác nhé. Cái dòng này là dòng chảo chống dính. 5 đáy. Nên là các bác chảo nấu rán các thứ rất là ok luôn. Thương hiệu Elengbeng, hàng ngày là khi bác nhận hàng là hàng mới luôn, nắp vung đầy đủ luôn, nên là các bác có thể xào nấu các thứ rất là ok luôn, rang rán nấu rán xào đều tiện. Lòng của nó cũng tương đối là sâu, độ sâu của nó thì đây các bác có thể nhìn thấy 7,5 cm, miệng của nó là 24 cm, dung tích của nó là 3 lít 4. Đấy, đó là con xoong, cái chảo đầu tiên là cái chảo. Cái thứ hai đó là một con xoong to. Em không đo lại nữa nhé, tại vì ở đây người ta ghi số đo hết rồi thì em chỉ đọc lại cho nó dễ thôi. Con này cũng là viền của nó là inox, có mỗi cái đáy của nó này. Đáy của nó sẽ là hợp kim, mạ hợp kim, inox, inox nhưng mà hàm mạ hợp kim bên trong, nên là bác thử nam châm nó sẽ hít. Nó sẽ hít thương hiệu của Elengbeng. Hàng đẹp luôn nhé. Đun bếp ga, bếp từ, thứ rất là thoải mái luôn. Đấy. Hàng của Đức rất là chất lượng, bác yên tâm. Con này thì kích thước của nó là 24 cm, sâu là 14,5. Dung tích của nó là 6 lít 6. Dung tích của nó là 6 lít 6. Đó. Cái thứ ba đó là một cái xoong xoong nhỡ này. Đây. Tất cả đều có nắp vung. Hàng này nó là hàng mới luôn. Đấy. Tất cả đều có nắp vung, hàng này hàng mới luôn này. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu Elengbeng này. Rất là xịn sò luôn này. Inox đó nhé, inox nhé. Đấy, Elengbeng. Con này thì miệng của nó là 20 cm và độ sâu của nó đây là 12,5 cm, dung tích của nó là 3 lít 9. Dung tích của nó là 3 lít 9. Có nắp vung đàng hoàng luôn. Có nắp vung đàng hoàng luôn. Một con tiếp theo đó là một con nữa, một con xoong nhỡ nữa. Con này thì đây con này, kích thước của nó là 18 cm, 18 cm, tất cả đều có nắp vung hết. Đấy, rất tiện này. Hai bên tay sách này. Rất là đẹp, rất là cứng cáp. Dòng này thì các bác đun nấu các thứ rất là ok luôn. Đấy, dòng này các bác đun nấu rất là ok luôn nhé. Con này của nó là 18 cm, sâu 11,5. 18 cm, sâu 11,5. Một cái xoong bé nhất của nó đây. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì là 16 cm, sâu của nó là 10,5. Dung tích của nó là 2 lít 1. Và cuối cùng đó là một con xoong ngoáy bột. Đây này, con xoong ngoáy bột này. Đấy, mid deck kìa. Đấy, mid Califlor mid deck này. Đấy, 16 cm, sâu 10,5. Sâu 10,5. Và con này thì là con xoong ngoáy bột. Đó. Tổng một cái bộ này của nó là 6 món các bác. Tổng cái bộ này là 2 4 6 món. Và bên nhà em đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá bên nhà em đang bán chỉ có 700 ngàn đồng thôi. Mà còn bao ship cho các bác luôn. Đấy, mà lại còn bao ship cho các bác luôn. Và các bác yên tâm một điều nhé, đặt hàng bên em các bác nhận hàng rồi các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé, kiểm tra hàng thoải mái rồi phải thanh toán, không phải lo lắng gì cả. Đấy, đúng như nhà em quảng cáo trên video luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm, hàng đẹp và xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu ly giữ nhiệt. Ly giữ nhiệt nhé. Dòng này là hàng Nhật bãi này. Dòng ly giữ nhiệt này là hàng Nhật bãi này. Đó. Con này thì inox hai lớp.
inox 2 lớp. Đấy. Con này inox 2 lớp nên là nó ở bên giữa này nó đã hút ẩm rồi. Đấy nên là nó giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Đấy, nó đã hút chân không bên trong. Đấy, nên là ở trong này nó là rỗng nhưng mà nó có một lớp bảo vệ cực kỳ tốt và nó giữ nhiệt của nó nhé. Nếu mà nước nóng, các bác để một cốc nước nóng này mà các bác để ra bình thường ra ấy này thì 5 tiếng thì nó mới nguội. Đấy. 4 đến 5 tiếng à nước đá chứ em xin lỗi, đá. Các bác để viên đá vào đây, 4 5 tiếng thì bắt đầu nó mới tan. Nó mới tan cho dễ. Còn nước nóng thì các bác phải để khoảng 2 3 tiếng bắt đầu nó mới nguội. Đấy, trông cái này thôi nhưng mà nó rất là giữ nhiệt cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt luôn nhé. Nhất là con này các bác cầm uống bia mấy anh em làm vài ly lai dai. Đấy, vài lon lai dai thì con này ok. Nếu mà ngồi lai dai thì bia rất là ok. Nó rất là lâu tan. Lâu tan đá tức là bia sẽ ngon. Đấy, mà bia sẽ ngon thì ly sẽ tốt. Đấy. Phải hàng phải tốt, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn. Hàng này thì rất là nhiều, sẵn hàng cho các bác luôn, thoải mái. Các bác lấy bằng nào cũng có, ví dụ các bác mở quán các bác hay có khách, ví dụ là khoảng 5-7 mâm bia, nhậu bia thì cái dòng này thoải mái luôn. Thực ra là cũng có em cũng có bán cho các bác, có một số bác lấy đến 8-90 cái, bảo là thỉnh thoảng anh khách nhà hay nhậu, anh em hay tụ tập uống bia, hay tụ tập ở nhà anh. Đấy thì rất là tiện mà nó rất là sạch sẽ. Mang đi đâu cũng thế, các bác chỉ ấn gọn vào như này thôi, rửa ráy rất là dễ. Thường thường là các bác hay đi ngồi nhậu ở bờ suối hay đi suối các thứ, các bác cầm đi cũng rất là tiện. Đấy, rửa ráy rất là tiện, xong các bác chỉ cần cho vào bác mang về thôi, hoặc là nhậu ở nhà thế, rửa ráy rất là dễ thôi. Đấy, mà dùng nó ok, bền, nói chung là bền. Con này thì hàng Nhật bãi, giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi thôi, chỉ có 75.000 đồng một cái. Mua từ 5 cái trở lên thì nhà em bao ship nhé. Đấy, mua từ 5 cái trở lên mà nhà em bao ship, còn mua trên 50 cái thì em sẽ lại điều chỉnh giá lại cho các bác. Nếu mà các bác lấy số lượng thì giá của nó sẽ tốt hơn. Đấy. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Đi giữ nhiệt 75k một cái. 75k một cái. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng đúng như em quảng cáo luôn. Đây. Đấy, từ gợt Nhật gửi về này. Đấy, tiếng Anh cho người Nhật này. Đấy. FRUI này, T này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bơm 2T bơm dẫn chân. Có đồng hồ đo áp lực luôn nhé. Cái dòng này có đồng hồ đo áp lực luôn các bác. Đấy. Con này thì nó dây của nó dây chịu áp lực nhé. Dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu Stanley. Stanley Japan. Hàng đẹp hai ống, khung thép, cực kỳ đẹp luôn, Stanley Made in Japan, hàng nội địa Nhật, nên là các bác sử dụng rất là yên tâm, nhé. Đó, con này thì các bác bơm xe máy, bơm xe đạp, thậm chí là ô tô con, các bác cũng có thể đều có thể bơm được. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Stanley. Hàng này thì khi các bác nhận hàng, nó là còn nguyên hộp luôn cho chúng ta, này. Hàng mới luôn nhé. Đấy. Giá của nó thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 230.000 đồng. 230.000 đồng và nhà em còn bao cả phí ship cho các bác rồi. Bao cả phí ship cho các bác rồi nên là các bác yên tâm. Đấy, các bác đặt hàng bên nhà em thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ đĩa 6 món. Cái bộ đĩa này thì các bác có thể đựng đồ ăn thức uống ấy, hay là đựng rất nhiều cái, ví dụ các bác có thể đựng được hoa quả để trên bàn, rất là sạch sẽ, rất dễ rửa ráy. Con này thì nó có 5 món. Đầu tiên là con này là 14 cm, kích thước của nó sẽ là 14 cm. Thứ con thứ hai là 17, con thứ ba 20, con thứ tư 23, con thứ 5 26 cm. Đó, 5 cái đĩa. Hàng này thì thương hiệu của nó là Wheeling của Đức. Hàng mới nguyên hộp. Hàng mới nguyên hộp luôn nhé. Đó, giá của nó thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 100.000 đồng. 100.000 đồng một bộ này. 100.000 đồng một cái bộ này. Đấy, combo đĩa inox. Combo đĩa inox cực đẹp luôn. Các bác về có thể đựng rau củ quả xào nấu cái thứ này. Đĩa của nó này một bộ này.
Đấy, một bộ này thì cũng gần như là đủ cả mâm cỗ luôn rồi. Đây là đầu tiên là ví dụ là cái đĩa to này các bác thấy gà vịt nếu mà ăn là gia đình thôi nhá, chứ cỗ cưới thì cái đĩa này hơi to. Đấy. Cái thứ hai là các bác có thể đựng rau rau xào. Cái thứ ba là thịt bò này. Cái tiếp theo của nó là cái gì nhỉ? Đấy, nói chung là đựng được rất là nhiều món. Đấy, các bác về các bác tự cân đối. Đấy, mỗi mâm thì các bác chỉ cần một cái này, một bộ này là cũng là tương đối cái đĩa, tương đối đĩa rồi. Thương hiệu Wiling của Đức, hàng bền đẹp xịn sò luôn, giá chỉ có 100k thôi. Giá của nó chỉ 100k thôi nhé, hàng đẹp luôn nhé các bác. Hàng này hàng đẹp luôn này. Đấy. Bộ đĩa 5 món. Bộ đĩa 5 món, 100 ngàn đồng một bộ. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng bếp ga. Bếp ga này là bếp ga nhà em mặt kính hay mặt men nhà em đều có cả nhé. Đấy, tí nữa em sẽ đi vào chi tiết từng con một cho các bác. Đấy, để các bác có thể tham khảo. Đấy, ở đây thì nó những cái dòng này thì nhà em thì rất là nhiều. Đấy thì các bác có thể kết bạn Zalo với số hotline em đang để góc màn hình. Đấy, thì để em sẽ tư vấn cho các bác những cái con khác VIP, nhiều con, rất là nhiều con VIP hơn nữa, nhưng mà em chưa chưa dọn xong để chưa lên video cho các bác. Đấy, kích thước con bếp đầu tiên là mặt này, mặt kính. À đây, quên. Khi các bác nhận hàng với nhà em thì sẽ tặng kèm thêm cho các bác đó là lưới chống chuột nhé. Đấy, sẽ có lưới chống chuột. Có lưới chống chuột này, bảo vệ này. Đấy, và con này thì đây. Các bác có thể nhìn thấy lò nướng của nó còn cực kỳ đẹp. Tất cả những cái dòng bếp ga phím ấn nhà em thì nó đều có một cái tính năng cực kỳ hay, đó là cái gạt chống trẻ con này. Đấy, gạt chống trẻ em này. Đấy, tắt đi này, các bác gạt này thì trẻ em nó sẽ không ấn được, sẽ không tự bật bếp được. Đó. Cái dòng bếp ga này của nhà em thì nó sẽ là mặt kính. Kích thước của nó, này lò nướng các bác vừa nhìn thấy rồi nhá, sạch sẽ, đẹp đẽ, dọn dẹp sạch sẽ cho các bác rồi. Kích thước của nó sẽ là 59,5. Một chiều của nó sẽ là 42 cm. Và độ cao của nó, độ cao em đo đến cái mặt này thôi nhá, là 19 cm. Và con này tất cả các cảm biến này nhà em đã test rồi. Đấy, em đã test sạch đảm bảo cho các bác rồi. Con này lò nướng của nó có hẹn giờ với lò nướng. Nó có hẹn giờ lò nướng. Đấy. Và bên này là các bác có thể những cái chế độ nấu ăn tất cả đều test thoải mái cho các bác. Các bác về bảo hành cho bác 1 năm những cái chức năng của nó. Và con này thì thương hiệu của nó là Harman. Hàng Nhật bãi nhé. Đấy, mặt kính thường thường là các bác sẽ xem thấy là thương hiệu gì nai các thứ, nhưng mà gì nai của nó thì là thường thường nó sẽ là mặt men là chính. Đấy, nó mặt kính này thì chỉ có những dòng này là thương hiệu cực kỳ vip luôn. Đây, hẹn giờ của lò nướng này, quan trọng là cái lò nướng này nó sẽ có hẹn giờ, tất cả các lò nướng nhà em đều có hẹn giờ hết. Đấy, và con này các bác lên cho em mã này là mã vip 1, bếp ga vip 1, vip 1. Con này bên nhà em đang bán với giá là 2.400.000 và bao ship luôn cho bác luôn. 2.400.000 đồng bao ship cho bác cái mã đầu tiên, mã VIP 1. Đó, mã VIP 1 nhé. Tất cả bếp ga nhà em nhé, là lưu ý là sẽ được tặng kèm theo lưới chống chuột. Đấy, sẽ có lưới chống chuột cho các bác. Các bác lên cho em mã này, mã VIP 1. Đấy, tiếp theo này. Đây, một con VIP 2. Con này thì nó VIP hơn. Con này thì nó VIP hơn. Đấy, con này nhé, không những là nó có hẹn giờ của lò nướng này, đấy, sẽ tặng kèm thêm cho bác lưới chống chuột không nói rồi, và nó còn có cái bếp này, một cái bếp bên này, ví dụ là các bác đang luộc cái xong trứng chẳng hạn, mà nó đang sôi rồi thì thường thường trứng vịt lộn chúng ta thì để khoảng vài phút nữa thì các bác có thể hẹn giờ thoải mái đó. Màu sắc của cái bếp nhé thì nó có cả cái màu xám như kia mặt men này, màu xám như kia, hoặc là màu như này, màu trắng. Còn con những cái con mà VIP như này thì nó sẽ màu ghi như này, nó sẽ là màu ghi như này nhé. Có hẹn giờ này. Thương hiệu của con này thì thương hiệu của Tokyo Ga. Kích thước của nó nhé, 42 cm, bề ngang 59, độ sâu con này thì là 18 cm. Lò nướng này còn cực kỳ đẹp luôn. Các bác chỉ việc về nhé, các bác chỉ việc về và các bác sử dụng, các
Các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi, không cần phải lo lắng gì cả. Bếp ga mặt kính. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhá. Đó. Các bác lên cho em mã này, mã VIP 2. Con này có hẹn giờ các thứ đàng hoàng luôn nhé. Đấy. Và vẫn tặng kèm thêm cho các bác đó là lưới chống chuột nhé. Có lưới chống chuột luôn nhé các bác nhé. VIP 2. Đấy, con này có cả hẹn giờ của bếp bên này nữa nhé. Con này bên em đang bán với giá là 2.600.000. 2.600.000 đồng các bác lên cho em mã VIP 2 nhé. Đấy, mã VIP 2. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Đây là mặt kính nhé. Mặt kính màu xám cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy. À, lò nướng các thứ rất là ok, các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. VIP 2. Đó. Còn một con tiếp theo, dòng những dòng này là mặt men. Mặt men nhé, mặt men thì nó xịn sò hơn đây. Nó có những cái cực kỳ hay. Mặt men nó cũng có những cái cực kỳ hay nhưng mà cũng có cái chưa hay lắm. Đấy. Đây là bếp ga mặt men này. Mặt tráng men của nó này, cực kỳ đẹp luôn. Đặt cho nó vị trí nó cố định. Này các bác có thể nhìn thấy. Tự nhiên để lên ghế nó không có thế đẹp lắm. Này. Lò nướng này. Đã test và vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi, các bác về chỉ việc dùng thôi. Mặt men thì nó rẻ hơn nhé, nhưng mà vẫn tặng lưới chống chuột. Đấy, vẫn tặng lưới chống chuột. Con này là phím xoáy này. Mặt men phím xoáy hay phím ấn nhà em đều có cả. Đấy. Mặt men các bác lên chia mã này, mã VIP 3. Mặt men thì đầy đủ, vẫn đầy đủ đồ, vẫn đầy đủ đồ nhé. Các bác lên chia mã này, mã VIP 3. VIP 3 nhé. VIP 3, con này thì 1.800.000. Tất cả những cái cảm biến này, tất cả những cảm biến này, hay là những cái chức năng của nó, bên nhà em bảo hành cho bác 1 năm. Đấy. Cái này này, quan trọng nhất ở cái dòng bếp ga ấy là cái này này, là nó khi mà nó quá nhiệt của cái xoong là nó sẽ tự tắt bếp. Đấy, nó sẽ tự tắt bếp. Các bác test nhanh ấy, để các bác về các bác lấy khò ga ấy, các bác khò trực tiếp vào đây cho em. Các bác khò trực tiếp vào đây thì là nó sẽ tự tắt, là nó sẽ tự tắt bếp. Đấy, và nó sẽ tự tắt bếp nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Mặt men nhé, mặt men phím xoáy 1.800.000 đồng bao ship. 1.800.000 đồng bao ship cho các bác bếp ga. Bếp ga xịn sò, xịn sò luôn nhé. Hàng đẹp đấy, hàng đẹp luôn các nhé. Mặt men này, mặt men nên là nó cũng rất là dễ dàng vệ sinh sạch sẽ. Đấy, hàng Nhật bãi. Con này thì thương hiệu của Zinai, Zinai nhé. Đã vệ sinh, đã test kiểm tra sạch sẽ cho các bác nên là các bác yên tâm, chỉ cần việc về và sử dụng thôi. Đó, chỉ việc về và sử dụng thôi nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng máy massage điện cực kỳ ok luôn, chỉnh tốc độ thoải mái luôn, mạnh yếu các bác thoải mái luôn. Con này thì chuyên dòng cho dùng cho máy massage cơ bụng, massage bụng, massage này. Đấy, các bác có thể dây này, rất là ok luôn. Dây mạnh dây yếu này các bác có thể đánh tan mỡ bụng các thứ, rất là thoải mái. Các bác sẽ chỉnh theo cái chế độ ở đây. Ở đây nó sẽ có cái núm chỉnh. Các bác sẽ chỉnh theo để làm sao cho nó phù hợp với cái mức độ chúng ta cần sử dụng nhất. Đấy. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Gelatoni. Đấy. Hàng rất ok luôn. Con này của nó thì tổng cộng của nó có 4 cái đầu thay thế. 4 cái đầu thay thế này. Đấy, các bác có thể thay thế từng đầu một này. Nguyên lý hoạt động của nó này các bác có thể nhìn thấy xoay này. Đấy, nếu mà các bác khi các bác cho vào da chúng ta thì nó sẽ dây, nó sẽ dây để nó đánh tan mỡ bụng. Đấy là cái nguyên lý hoạt động của nó. Đấy, này các bác có thể nhìn thấy dây rất là đã luôn này. Đấy, dây rất là đã luôn, không khác gì là các bác tập gym các thứ luôn. Con này dây lưng các thứ rất ok. Đấy, còn các bác về các bác lắp này vào đây. Đấy, rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò. Cái mã sản phẩm máy massage này bên em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nó bên em đang bán với giá chỉ có 170.000 đồng thôi nhé, có nhé. 170k. Đây để em ghi giá, để em dán giá luôn vào đây cho nó dễ. 170.000 đồng. 170.000 đồng một cái dòng máy massage này. 170.000 đồng một cái dòng máy massage này. Hàng cực kỳ đẹp luôn.
hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy. Máy massage các bác lên cho em mã này, mã máy massage điện nhé, máy massage điện giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, chỉ có 170k thôi. Hàng thì siêu đẹp, siêu xịn sò luôn, siêu đẹp siêu xịn sò. Đấy. Nó có tổng cộng của nó là 4 cái đầu thay thế này nữa này. Hàng này thì rất là ok luôn, rất ok luôn nhé. Đó là cái mã đầu tiên. Cái mã tiếp theo trong cái sản phẩm ngày hôm nay đó là cái dòng máy massage pin. Cái massage kia là máy massage điện rồi, cái massage này là cái massage pin. Đấy, con này của nó cũng có 4 đầu để các bác thay thế, nhưng mà cái này là đấm. Dòng này là đấm. Đây các bác đấy, bình thường này là dây này, ấn mạnh là đấm này. Ấn mạnh là đấm này. Máy kia là máy dây, còn máy này là máy đấm. Đấy, con này thì sử dụng pin. Các bác lên cho em mã này là mã của con này là mã súng massage. Con này các bác lên cho em mã này là mã súng massage nhé. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Súng massage. Rất là ok luôn. Con này của nó cũng có 4 đầu. Có 4 đầu thay thế. Massage tay, cổ vai gáy này. Rất là đã luôn. Rất là đã luôn nhé. Đấy. Cái mã sản phẩm súng massage như này bên nhà em cũng bán với cái mức giá của nó cũng cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đấy. Giá của nó cũng là 170.000 đồng thôi nhé. Giá của cái súng massage này bên nhà em đang bán cũng là 170k. Để em dán giá luôn đấy cho các bác luôn. 170.000 đồng. 170.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã súng massage. Súng massage nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên thì em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng máy sấy tóc. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì các bác treo trên tường. Nhà bác nào mà đang có sử dụng cái dòng nhà tắm này các thứ này, bác khoan bắt hai con vít đây cho em. Treo lên. Cực sang. Cực sang, cực xịn sò luôn nhé. Đó. Con này thì nó sẽ có công suất của nó là 1200W. Sử dụng nguồn điện của nó đó là nguồn điện 220V. Và đây. Hai cấp độ. Nó sẽ có hai cấp độ nhé. Hai cấp độ. Đấy. Một. Cái cấp độ này là cấp độ nóng của nó. Còn gạt xuống cuối cùng là chúng ta tắt. Hàng của Toshiba, hàng đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Thương hiệu Toshiba. Rất là xịn sò. Rất là xịn sò, rất là ok luôn nhé. Cái mã sản phẩm máy sấy tóc như thế này. Đấy, hàng xịn như này, sử dụng nguồn điện 220V các bác. Để trên bàn trang điểm này. Các bác có thể để gọn trên bàn trang điểm này hay là các thứ này, dây của nó này. Đấy, để các bác có thể kéo ra để các bác sấy tóc, rất là tiện. Đấy, nhất là tốt nhất là các bác để cho phòng tắm một cái. Để khi ví dụ tắm xong cái mùa đông lạnh ngoài Bắc ấy, các bác sấy tóc luôn, khô ráo người xong là các bác ra. Thương hiệu Toshiba và con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 300.000 đồng. 300.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác. 300k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy. 300k. Bao ship. 300.000 đồng bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Toshiba. Đấy. 300.000 đồng bao ship. Còn đây, một cái dòng máy sấy tóc của thương hiệu Panasonic. Dòng này thì giá rẻ thôi. Dòng này tí nữa em sẽ báo giá cho các bác. Giá của nó con này rất là mềm thôi. Đấy. Sử dụng nguồn điện của con này thì cũng là sử dụng nguồn điện 220V. Nó ở đây thì nó sẽ có công tắc là mạnh, yếu này. Cái yếu này, mạnh này, nhẹt này. Rất là ok luôn nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Panasonic. Thương hiệu của nó là thương hiệu Panasonic nhé.
cái mã sản phẩm máy sấy tóc của thương hiệu Panasonic này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 100.000 đồng. 100.000 đồng giá, các bác yên tâm luôn, lúc nào giá bên shop nhà em cũng là siêu rẻ luôn nhé, siêu rẻ luôn. 100.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. 100k bao gồm phí ship cho các bác luôn. Cái mã máy sấy tóc này Panasonic, máy sấy tóc Panasonic 100k bao ship, 100.000 đồng bao ship đó. Hàng này thì đẹp xịn sò và giá cực kỳ rẻ luôn, đẹp xịn sò và giá cực kỳ rẻ luôn nhé, nên là các bác yên tâm. Đấy, 100k bao ship cho các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc 100.000 đồng bao ship. Rất là xịn sò luôn nhé, 100.000 đồng bao ship cho các bác, máy sấy tóc các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bây giờ em xin giới thiệu cho các bác, đó là một số những cái dòng tháo bồn cầu của Nhật này. Tháo bồn cầu của Nhật này, con này thì rất là xịn sò luôn, dòng này thì rất là xịn sò luôn các bác nhé. Đó thì những cái dòng này thì chúng ta có thể sử dụng là tháo bồn cầu các bác về các bác cắt cái hai cái lỗ này, chưa cắt đi rồi các bác thả trực tiếp vào xuống cái két nước bồn cầu chúng ta, đó là chúng ta có thể sử dụng được. Con này thì rất là mùi, rất là dễ chịu ấy, mà nó làm sạch cái bồn cầu của chúng ta, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng của nó là hàng Nhật thì các bác yên tâm rồi, hàng của Nhật thì các bác yên tâm rồi, xịn sò luôn nhé. Cái mã sản phẩm này thì bên em đang bán với cái mức giá chỉ có 50.000 đồng, 50k một sản phẩm thôi, 50.000 đồng một sản phẩm. Các bác lên cho em mã này là mã viên thả bồn cầu nhé, viên thả bồn cầu hoặc lọ thả bồn cầu, 50.000 đồng một cái. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một số những dòng chảo Nhật. Chảo Nhật này, đây thì nhà em đang có cái thông số chảo là chảo 26, chảo 24 và chảo 28. Chảo 24 và chảo 28 của Nhật. Đấy, thì hai cái dòng chảo này thì nó là chất liệu bằng nhôm đúc 5 lớp, 4 lớp. Hàng siêu xịn sò, hàng nội địa Nhật nhé, siêu xịn sò luôn. Đấy, thứ nhất là bên ngoài này, trong con này thì các bác có thể đun bếp từ, bếp hồng ngoại đều ok luôn. Đấy, bếp từ, bếp hồng ngoại nhôm đúc này, hàng nội địa Nhật này. Đây, em sẽ đi vào chi tiết luôn, bóc ra nhé. Khi bác bóc ra bếp ra này, đáy của nó là đáy phẳng nhé. Đấy, còn là thông số của nó đây. Đấy, nó là dập từ ngày sản xuất luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu Shikisai. Hàng này được sản xuất là công ty này thành lập năm 1976, cái mẫu chảo này. Đấy, Japan này. Đấy, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại thì chúng ta đều có thể đun được. Hàng nội địa Nhật nên là các bác yên tâm. Cái dòng hàng này hàng nội địa Nhật nên là các bác yên tâm. Chất lượng của nó thì không thể chê được. Đấy, nó thật luôn, chất lượng của nó không thể chê được. Con này là dòng chảo chống dính, chảo 24cm, vân đá. Bên nhà em đang bán với mức giá đó là 320.000 đồng, 320.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã chảo 24cm, 320k bao ship. Còn đây, một con chảo to hơn, nó là chảo 28cm, chảo 28cm. Cái dòng này của nó thì là cũng là nhôm đúc 4 lớp. Tất tần tật là nó như nhau, nó chỉ khác nhau ở cái phần kích thước. Kích thước con này là 28cm và bên nhà em đang bán với mức giá đó là 350.000 đồng. Đấy, và cũng bao ship cho các bác luôn. Còn đặc biệt khi các bác mua một cặp đôi combo chảo như thế này, nó gồm có một chảo 24 và một chảo 28, bên nhà em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nhà em đang bán giảm giá cho các bác xuống còn 600.000 đồng, 600.000 đồng và bên nhà em bao ship luôn, 600.000 đồng và nhà em bao ship luôn nhé. Hàng thì các bác yên tâm luôn, là một điều đó là cực kỳ chất lượng. Đấy, cực kỳ chất lượng và cực kỳ ok luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm, chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Cực kỳ về, yên tâm luôn, về sử dụng cực tốt luôn nhé. Đấy, hàng này thì các bác yên tâm một điều nữa, đó là hàng có tem chống hàng giả, được kiểm định đàng hoàng nhé, chứ không phải là hàng trôi nổi, không phải là hàng ấy đâu. Nên là các bác yên tâm. Chảo Nhật một combo, hoặc là ví dụ các bác có thể mua hai con 24 này. Hai con 24 thì nó là thành 640, thì em bớt cho các bác 40.000 đồng, thì là còn 600.000 đồng và vẫn bao ship. Hoặc là hai con này, hai con 28 này thì là các bác mua sẽ là 700, thì sẽ bớt 50.000 đồng, thì sẽ còn 650, và giá của nó cũng vẫn là bao ship cho các bác nhé, nên là các bác yên tâm. Chảo của Nhật thì nó rất, chất lượng của nó thì rất là xịn sò, rất là xịn sò nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng combo hộp đựng thực phẩm.
combo hộp đựng thực phẩm nhé. Dòng này của nó thì nó sẽ có tổng cộng cho chúng ta đó là 8 cái hộp. Tổng cộng cho chúng ta đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. Một combo của nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là đây, 3 cái 300ml. Chất lượng của nó thì các bác yên tâm một điều này. Hàng đây, em tháo sẵn rồi. Các bác về nhé, nhận hàng kiểm tra đúng cho em này. Made in Japan, hàng nội địa Nhật. Cứ đúng như nhà em quảng cáo là được. Cứ đúng như nhà em quảng cáo là được. Đấy, xịn sò luôn. 3 cái 300 này, 2 cái 600, 1 cái 900, 1 cái 1350 và 1 cái 2200. Tổng một cái bộ combo như này bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 280.000 đồng thôi. 280.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác. 280.000 đồng một cái combo hộp như thế này và nhà em bao ship cho các bác nên có yên tâm. Hàng này thì các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã combo hộp đựng thực phẩm. Combo hộp đựng thực phẩm. Đấy, 280.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác luôn. 280.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng bàn chải đánh răng điện. Bàn chải đánh răng điện này. Đấy, hàng đẹp luôn, hàng mới luôn. Đây, em đã bóc sẵn cho chúng ta rồi. Đấy, bóc sẵn rồi các bác, hai bộ để bác có thể tham khảo. Hàng này thì các bác yên tâm một điều, đó là đúng như nhà em quảng cáo, không sai một tí nào cả. Đây, các bác về nhé, các bác về, các bác lắp cái vào đây và các bác sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy những cái lông của nó rung dây này. Đấy, những cái tốc độ khác thì lông của nó rung dây, mà tốc độ nhanh các bác không thể nhìn bằng điện thoại này, không thể quay được. Đó, rất là tiện. Cái dòng này tắt thì các bác giữ nguyên đúng nguồn. Con này thì các bác cắm sạc thì cắm sạc vẫn đít này. Đấy, sạc đúng như sạc điện thoại, hết pin các bác lại sạc, hết pin các bác lại sạc. Nó rất là tiện, rất là tiện nhé. Con này một lần sạc của nó các bác có thể sử dụng vòng 15 đến 20 ngày thoải mái. Đấy, các bác đánh răng, con này thì phù hợp cho tất cả mọi lứa tuổi, người lớn trẻ em thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Một cái mẫu bàn chải như này bên nhà em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn nhé. Giá của nó bên nhà em đang bán với giá chỉ có 80.000 đồng thôi, chỉ có 80k một cái thôi. Đây, giá nhà em đã ghi sẵn ở đây rồi nhé, giá nhà em đã ghi sẵn ở đây cho chúng ta rồi, giá chỉ có 80.000 đồng. Hàng này thì các bác yên tâm một điều, đó là cực kỳ ok luôn, ngon lành, đẹp, xịn sò luôn. 32 đây này, bình thường bên ngoài là cái này là thử sử dụng trong vòng 32.000 giờ này, Mutia này, Mimutia này là thời gian này. Đấy, giá của nó là bên em đang bán với giá 80.000 đồng. Đấy, thương hiệu là Electron cái gì này. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Các bác lên cho em mã này là mã bàn chải đánh răng điện. Và bên nhà em đang bán với mức giá đó là chỉ có 80.000 đồng thôi. Chỉ có 80.000 đồng thôi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Mic hát karaoke. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tomahawa. Mic hát karaoke thương hiệu Tomahawa này. Công tắc bật tắt này. Đấy, các bác có thể bật mic lên và các bác ca những cái bài tình ca đáng yêu luôn. Đấy, hàng này rất là xịn sò luôn nhé. Dòng này mic của Nhật, dây của nó cũng là dây của Nhật. Dây của nó cũng là dây của Nhật. Nên là các bác yên tâm, cái chất lượng của âm thanh của nó thì cực kỳ tốt luôn. Các bác có thể ở nhà hát karaoke, hay là ví dụ chúng ta có những cái chương trình làm, hay là làm thôn xã các thứ, hay có những cái chương trình kỷ niệm, hoặc là chúng ta chỉ đơn giản là hát loa kẹo kéo karaoke, tối ngồi anh em lai dai làm vài chai. Đấy, thì chúng ta cũng có thể hát karaoke được ở cái mẫu mic hát karaoke này. Mẫu mic hát karaoke này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 250.000 đồng. 250.000 đồng. Và nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. 250.000 đồng bao ship cho các bác cái mã mic hát karaoke Nhật bãi này. Thương hiệu Tomahawa này. 250.000 đồng bao ship. Hàng đẹp và giá cực kỳ ok cho các bác luôn nhé. Hàng đẹp và giá cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm, các bác có thể tham khảo cái mã này để các bác về các bác sử dụng trong gia đình. Rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn. 250.000 đồng bao ship. Hàng đẹp xịn sò. Mic hát karaoke. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác. Một cái mẫu dòng xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn. Con này thì các bác rất là đa năng.
bác nào mà có ô tô thì nên có một cái nhé, rất là nên có một cái luôn, xúc. Ví dụ là xe đang xa lầy đúng không, các bác xúc chuyển sang cuốc để chúng ta có thể cào. Đấy, bác nào có xe hơi thì nên tham khảo cái mã này các bác nhé. Có xe hơi nên tham khảo cái mã này. Này, con này thì hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, rất là xịn sò luôn. Hoặc các bạn phải tháo rời ra. Trong này có một cái lưỡi dao, cái lưỡi dao này thì các bác có thể để ở cái thanh nào cũng được. Đấy, nhưng mà nó có một cái lưỡi dao này. Phá kính, phá kính. Đấy, trong này nó còn có cả một viên đá đánh lửa. Để các bác mà có ví dụ đi rừng hay đi cắm trại thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Trong này có cả một cái đầu tô vít nhé. Đấy, đầu tô vít thì đây. Các bác muốn xoáy cái đầu tô vít này, nó cũng có chỗ để các bác xoáy luôn. Đấy. Đấy, để các bác làm cái tô vít các bác xoáy luôn. Rất là đa di năng luôn. Đấy, còn cái viên đá đánh lửa này thì đây. Các bác để sát vào cái đống lửa thì chúng ta gạt mạnh cái là nó sẽ có cái đá đánh lửa này nó bén ra và nó sẽ cháy được cho chúng ta. Rất là tiện nhé. Rất là tiện lợi luôn. Các bác có thể để bất cứ cái ấy ở khay nào, ở cái lỗ nào cũng được. Đó. Và các bác xoáy lại. Rất là tiện lợi nhé. Rất là tiện lợi ở cái mẫu này. Đấy, hoặc là các bác có thể làm gậy để có phòng thân. Đấy, các bác có thể làm gậy để các bác phòng thân. Rất là tiện lợi luôn. Một cái mã xẻng sinh tồn này thì kích thước của nó là tổng chiều dài của nó khi các bác để làm xẻng là 93 cm, là 93 cm nhé. Sử dụng cực kỳ tốt luôn. Các bác có thể sử dụng cực kỳ tốt luôn, 93 cm. Đấy. Các bác nào muốn làm gậy dài thì các bác lấy cái lục giác, các bác tháo này ra. Xoáy chặt, xoáy lỏng, các bác xoáy ra, xoáy vào, thoải mái. Đó, xẻng sinh tồn, xẻng sinh tồn, tổng chiều dài con này là 93 cm nhé. Đây, đò lại cho các bác luôn cho dễ. 93 cm. Đấy, khi các bác tháo ra nhé, khi các bác tháo ra đấy thì nó sẽ gọn gàng, nó như này, nó sẽ gọn gàng. Đấy, để các bác để trong cốp xe ô tô hay là các thứ nó như này, rất là tiện, rất là tiện lợi và rất là dễ dàng sử dụng luôn nhé các bác nhé. Đó, một cái mẫu xẻng sinh tồn này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 350.000 đồng, 350.000 đồng, và nhà em bao ship luôn cho các bác luôn. 350.000 đồng và nhà em bao ship luôn cho các bác nhé. Các bác lên cho em mã này, mã xẻng sinh tồn của nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một cái dòng đèn pin Polis 2 đầu, hàng nội địa Nhật, Made in Japan, 2 đầu này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho chúng ta là một đầu pha và một đầu cúp. Này, pha đây thì các bác có thể xoay xa từ rất là xa, rất là sáng này, các bác nhìn đây này, này xoay thì rất là sáng đấy. Đây là em còn đang quay video ban ngày mà để điện để quay video rất là sáng rồi. Đấy, mà các bác nhìn cái vòng sáng của nó này, đấy, cực kỳ sáng luôn. Đấy, sang vùng bụng này, đấy, để các bác mất điện các bác ăn cơm này. Đó, còn đầu bên này nhé, nó sẽ là sóng chóa, sóng chóa rộng. Đấy, chớp đỏ này này, cảnh báo này, những cái tín hiệu nguy hiểm này. Đấy, rất là tiện lợi. Và con này thì các bác có thể bí quá, các bác có thể làm sạc dự phòng. Đấy, và USB đây này. Ở đây nó còn báo cả phần trăm pin này. Báo cả phần trăm pin. Đấy, cổng sạc vào là các bác cổng sạc vào DC 5V. Nó sẽ có một cái dây cáp sạc đi kèm theo này cho chúng ta. Giá của con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 260.000 đồng thôi. 260.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác nhé. 260.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác. Hàng cực kỳ ok luôn. Hàng cực kỳ ok, xịn sò và chất lượng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, nó cũng là một cái dòng đèn pin. Đấy, nó cũng là một cái dòng đèn pin. Đèn pin này thì là nó thuộc dòng đèn pin 3 chân. 3 chân này. Hàng này của nó cũng là hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Dòng này thì sáng rồi, cực kỳ sáng luôn. Chóa của nó to như này cơ mà, chóa của nó to như này cơ mà, nên là nó rất là sáng.
Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 300.000 đồng thôi. 300.000 đồng và nhà em bao ship nhé. 300.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác. Sáng cực kỳ luôn. 300k bao ship. Con này thì nó cũng có một cái cổng USB cho chúng ta này, một cái cổng sạc này, và cái điện báo điện, báo điện này. Hàng của nội địa Nhật. Đấy, made in Japan. Cực kỳ xịn sò luôn, cực kỳ sáng. Cực kỳ xịn sò và cực kỳ sáng luôn nhé. Có 3 cái chân này. Các bác lên cho em mã đèn pin 3 chân. 300.000 đồng bao ship. 300k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Sử dụng bằng pin. Đấy. Cái dòng này thì sử dụng bằng pin, và các bác lưu ý cho em một chút, đó là khi các bác mà sử dụng pin này, thì các bác lắp pin thì các bác lắp đúng theo cái chiều, đúng cái chiều ở đây này. Đấy, là các bác lắp theo chiều này là mới chạy được. Đấy, còn các bác lắp mà ví dụ lắp theo đúng theo cảm tính thì nó sẽ không chạy. Đấy, không chạy thì chúng ta để ý cho em một chút. Dòng này thì dòng của thương hiệu của Panasonic. Đấy, Panasonic. Hàng khi các bác nhận hàng đến tay các bác là hàng mới luôn. Hàng mới luôn. Giá của nó bên em đang bán với mức giá chỉ có 350.000 đồng thôi. 350.000 đồng nhé. Đây. Khi đến tay các bác này. Hàng mới này. Hàng mới toanh luôn. Đó. Nên là các bác yên tâm. Máy cạo râu Panasonic. Con này thì cạo rất là sắc nhé. Con này cạo rất là sắc bén này. Mã của nó là EIS 6500P. Mã của nó là mã EIS 6500P. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Panasonic. Đấy, máy cạo râu. Máy cạo râu của Panasonic. Bên nhà em đang bán với mức giá đó là 350.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác luôn. 350.000 đồng và nhà em bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu bộ mũ khoan tháp. 1, 2, 3, 4, 5. 5 món. Một bộ mũ khoan tháp 5 món. Con này có cả bút lấy dấu luôn này. Cái dòng này có cả bút lấy dấu luôn. Hàng này rất là xịn sò luôn. Trong này có lò xo, như các bác có thể thấy, tháo ra để các bác có thể cho nó căng, hay là muốn làm căng tăng giảm thì tùy các bác. Đấy, nhưng mà bút đây là bút dấu này. Đó. Còn đây là một cái bộ của nó. Nó gồm có cho chúng ta đó là 1, 2, 3, 4, 5 mũi. Kích thước thông số nó đây. Bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Unica Japan. Giá của nó bên nhà em đang bán với giá chỉ có 220.000 đồng. 220.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác luôn. 220.000 đồng bao ship cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã là bộ mũi khoan tháp thương hiệu Unica của Nhật này. Hàng cực kỳ đẹp, xịn sò luôn. Đấy, hàng xịt cực kỳ đẹp và xịn sò luôn. Bộ mũi khoan tháp. Combo mũi khoan tháp. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng bộ mini tun. Bộ mini tun nhé. 38 chi tiết. 38 chi tiết. Đây, các cái chi tiết của nó đây. Đấy, còn bên trong của nó này. Mở nắp này. Đấy, các bác gạt này. Đấy, rất là tiện lợi này. Có những cái đầu chụp này. Đấy, đầu chụp hoặc là những cái này. Tù vít hai cạnh, đầu lục giác, đầu hoa thị. Rất là tiện, rất là xịn sò luôn. Đấy, một con này có cả lò xo, các thứ đầy đủ. Đấy. Rất là ok nhé. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, các bác có thể lắp những cái đầu tô vít này. Đấy. Đấy, các bác có thể nối này. 360 độ nhé. Các bác có thể vặn ở những chỗ khó này. Đấy, các bác cứ đặt vào tô vít vào. Đấy, các bác đặt vào những chỗ khó thì chúng ta cũng có thể xoáy được. Đấy,
thì rất là tiện lợi, nó có trợ lực, nó có trợ lực. Đấy, thì những cái chỗ khó thì lúc mà chúng ta bắt vào thì nó dễ làm. Đấy, thì hoặc là những cái đầu chụp này, đầu chụp thì các bác lại bắt thêm cho em cái này, có cả khúc nối luôn nhé, có cả khúc nối đầu chụp luôn này. Con này thì những cái đầu chụp này nó từ con này là 14 này, nó có 14 13 12 11 19 8 7 6 5. Đấy, đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, nó vặn này rất là tiện luôn nhé, rất là tiện luôn trong gia đình. Đấy, để các bác sử dụng. Cái mã sản phẩm bộ mini tool này thì bên em đang bán với mức giá chỉ có 280.000 đồng, 280.000 đồng. Đấy, và nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn, 280.000 đồng, và nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn nhé, nên là các bác yên tâm. Đấy, đây là cái tô vít này, còn đây là cái đầu chụp này, à đây là cái tay công này. Đấy, này giờ lò này, hàng này của Germany của Đức nhé, hàng này của Germany của Đức này, đó, 280.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn, 280.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này luôn, nên là các bác yên tâm, rất là xịn sò luôn. Đấy, mở ra mở vào, 280.000 đồng bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã bộ mini tool nhé, mini tool 280.000 đồng bao ship. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng bộ đục 12 chi tiết này. Bộ đục 12 chi tiết này thì dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để các bác đục quét các thứ rất là ok luôn nhé. Hàng này thì là hàng đẹp luôn, và bên nhà em đang bán cái bộ đục này với cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi luôn, giá của nó chỉ có 220.000 đồng thôi. Đây, em xin đi vào chi tiết cho các bác này. Con đầu tiên này, con cong này, đấy, con vát này, con cong này, đấy, rất là nhiều nhé. Các bác có thể làm bonsai các thứ này, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp và rất là xịn sò luôn. Đấy, rất là đẹp và rất là xịn sò luôn, từng chi tiết một của nó cực kỳ sắc nét. À, cực kỳ sắc nét luôn, 12 chi tiết. Nói chung là con này nhỡ nhỡ thôi, để các bác về các bác đục tiểu cảnh bonsai thôi. 12 chi tiết một bộ mà giá thì cực kỳ bèo luôn, chỉ có 220.000 đồng, 220.000 đồng, mà lại còn bao cả ship cho các bác luôn nhé. 220.000 đồng và lại còn bao cả ship cho các bác. Đó, thì vừa rồi thì bên nhà em vừa giới thiệu tới các bác anh chị một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.